Hello mọi người, hôm nay em bù lên buổi live. Lâu rồi không lên live và em cũng live buổi cuối. Để cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ em. Em không biết đến khi nào mình có thể quay lại, nhưng mà chắc là sẽ... Có lẽ em không lên like nữa đúng không? Nếu không lên like nữa thì cho mọi người đỡ bị kiểu như là làm phiền ấy. Mọi người bị em làm phiền trong thời gian này khá nhiều đúng không? Em chi nói chung là em gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến mọi người đã ủng hộ em và theo dõi em thời gian qua. Hôm nay em sẽ tập bài aerobic cuối để em gửi tới tất cả mọi người. Chúng ta vẫn mãi là bạn. Dạ, chờ em một chút ạ. Em gắn thẻ nhiều vào. Thôi ghét em lần cuối cũng được. Ok, giờ em bắt đầu tập ạ. Tôi cảm ơn nha. Buổi cuối để em chào mọi người. Em cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ và theo dõi em. Em chúc tất sức khỏe đến tất cả mọi người. Với những bạn nào mà kết bạn Facebook với em ý, thì nếu mà các bạn mà muốn hỗ trợ về giảm cân hoặc là thực đơn ý, thì có thể như inbox vào message cho em hoặc là vào like. Một chút nữa em sẽ đăng bài cuối để cách thức liên lạc với em nha mọi người nha. Uống gạo nước cho xinh như này đấy anh ạ. Bài tập này là đốt cháy calo cường độ cao đấy ạ. Một chút nữa. Uống được ạ. Uống được anh ạ, ai cũng uống được. Đúng rồi. Ai cũng uống được. Cảm ơn. Anh uống được mà anh Chiến.
khỏe không ạ? Anh chị ở đây khỏe không? Từ trước đến nay á, bắt đầu từ lúc em giảm cân ấy là em đã tự tạo năng lượng cho mình rồi, em không cần ai để tự tạo năng lượng cho em hết. Thời gian qua mà ai mà bị em gắn thẻ nhiều quá thì bỏ quá cho em ạ.
Cảm ơn tất cả mọi người nhá. Nói chung là chị tay mọi người buồn lắm. Ai có cái nhu cầu mà muốn tư vấn về cái chế độ giảm cân ấy, thực đơn ấy, thì vẫn có thể inbox của Mét, hoặc là thì nữa sẽ em sẽ liên lạc với cách thức và nhắn tin qua Line, qua Zalo cho em nhé. Đúng, năng lượng là phải tự mình tạo ra cho mình, sau rồi truyền đến cho mọi người. Không buồn.
Chị sang 25 rồi mơi. Chúc bạn đã tập luyện hết video này của... Cảm ơn tất cả mọi người nhá. Sự buồn, buồn nhưng mà không sao. Mọi người cố gắng. Em sẽ chia sẻ... Em sẽ chia sẻ cái thực đơn này. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với video ngày số 23 của chúng ta. Và video Thúy ơi, Thúy dùng đi, gạo lứt đi. Ok lắm. Của hai người mẫu, hai học trò của mình, chị Lê Mùi và chị Hai Ngô. Và từ ngày hôm nay thì sẽ do hai người... Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với hành trình 30 ngày tập Epic của chúng ta. Và mình là huấn luyện viên Oanh Nguyễn. Và ngày hôm nay chào đón các bạn với video ngày số 24. Chúng ta đã... Ngày xưa chị không nghĩ là chị giảm được ngày 18 cân em ơi. Bây giờ thì trở về giữ dáng và tập luyện thôi. Nano vừa. Tớ phải cảm ơn cái bạn Nguyễn Hồng à. Bạn ấy là một huấn luyện viên aerobic ấy. Hai bạn ấy còn một cái link đấy là Ping aerobic. Thực ra là trước là cũng có đam mê nhưng mà chính bạn ấy là khơi nguồn để cho tớ. Và một chị nữa ở làm dâu đài bên này là chị Lê Thanh Hoàng. Chị định bỏ cuộc ấy. Thật. Đấy, chị đang tập hốt mở chậm này. Em nó đến tận đây luôn. Thật luôn. Thật.
buồn không? Buồn gì? Nhưng mà không phải công nhận là uống cái gạo lứt này này xong rồi cái nano bưởi nữa. Ok. Em sẽ rất nhớ mọi người. Đóng quá. Em vẫn còn, nói chung là em vẫn còn rất là nhiều những cái thực đơn mà để em có được dáng như bây giờ ấy. Xong rồi cùng tập luyện và cùng uống với lại cái trà giảm cân. À, cái gạo lứt này này à, mọi người muốn ấy thì inbox cho em bằng mess hoặc là bằng line, em sẽ để số điện thoại line ở trên comment. Là sao thấy chị tập, chị gập bụng mà em tập cả chân bụng người đi theo, ý em mình chỉ đứng thôi mà, chỉ đứng thôi mà, em đứng mình giữ nguyên ấy, hai chân bằng vai này đúng không? Mới đầu chị cũng thế, hai chân bằng vai này giữ nguyên này, hơi à, hơi nhún thôi, gập này, ngưỡn ra, mông đẩy ra đằng sau, hất lên này, hất lên, hất lên, hất lên, hất, đó Thúy ạ. Mới đầu mình định bảo là mình bảo với lại có cái cô bạn mà mình rất là ngưỡng mộ rồi, cái bạn Nguyễn Hồng ấy, à đây rồi, à đây này. Là gì hay là mình mở bạn ơi bạn ê, hàng của chị về chưa đó chị Quy á, hôm nay chị Quy không, chị Quy bảo tao ghét mày rồi. Ra là mình bảo là ừ, hay là mình mở để mình dạy những cái bạn mà kiểu như là nhút nhát này, hay là chưa thực sự tự tin này, thì có thể như là mình truyền cảm hứng cho mọi người. Nói chung là tập cái này rất là chia khỏe. Cảm ơn bạn. Này ra này, hãy uống gạo lứt với lại la lô bưởi nhá. Đẹp cực. Tớ khẳng định là như thế luôn. Đấy. Không biết là bây giờ bao nhiêu đo phát ạ. Không hề lời phép nha. Đây ạ. 59. Chả cân, lâu rồi chả cân tầm chục hôm rồi. Hơn cả tớ khiếp, cô giáo nói thế. Nói chuyện tí đi. Chị Quy lên rồi, anh à, Linh à. Đấy. Khách gửi cho mình đấy.
các bạn bảo là hâm mộ quá, không phải là gì, không phải là cô giáo, cũng không không phải là một người tập chuyên nghiệp, nhưng mà rất là hâm mộ cái tinh thần với lại cái động lực của cái năng lượng của chị để truyền cho tất cả mọi người. Hôm nay sáng nay thì mình nhận được, cảm ơn nha, cảm ơn một bạn ở dưới Đài Nam, một bạn ở trên Taipei đã gửi cho mình. À, mình cũng phải cảm ơn một bạn đã làm cái quả tạ này cho mình. Bạn rất chi là nhiệt tình nhá. Bạn ấy đã làm quả tạ cho mình. À, một bên hình như là 3 cân và một bên là 2 cân rưỡi. Thực sự rất cảm động luôn. Cảm ơn nhá, lại còn khắc cái tên mình nữa. Đây cho mọi người xem trang. Bạn ấy đây cái này là 3 cân. Cái bên phải là 3 cân, cái bên trái là 2 cân rưỡi. Rất là cảm ơn. Bạn nào mà muốn mình chia sẻ cái bí quyết để giảm cân ấy, kết hợp với lại uống gạo lứt, chả giảm gạo lứt này, cái nào lâu bưởi nữa, thì chấm cho mình sẽ gửi qua mét hoặc là qua like, mình có like mà. Bây giờ cũng mà muộn rồi ấy, mình chúc mọi người một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình ấy. Mãi bên nhau bạn nhé. Chào và hẹn gặp lại. Thế là không biết là khi nào mình sẽ trở lại, nhưng mà khi nào trở lại thì mình sẽ live stream cho các bạn. Có sức khỏe là có tất cả đúng không? Nên là mình mong mọi người sẽ giữ được cả cái sự cái tinh thần ấy và cái năng lượng ấy tuyệt vời nhất cho chính bản thân mình. Khi nào trở lại mình sẽ live stream ngay. Mình sẽ nghĩ đến cái phương án là chia sẻ những cái động tác và những cái bài mình thích thì mình lên mạng thôi. Đây là da thật đấy ạ. Hứa. Ok hứa. Rồi ok. Cảm ơn tất cả món quà. Ấn tượng nhất là cái món quà này. Sẽ nhớ mãi. Khi nào mình quay lại mình sẽ hứa sẽ vẫn tập, sẽ vẫn để dáng như này hoặc là có thể gầy hơn. Yêu tất cả các bạn.